Công an xã Hồ Thị Kỷ nhận được tin báo tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, có một nhóm người xông vào nhà dân, cố ý gây thương tích rồi bỏ chạy. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Ca, người địa phương. Khi đến khu vực cầu Rạch Bần, ấp Tác Thủ, phát hiện công an, nhóm người này tháo chạy ra nhiều hướng nhưng đã bị khống chế sau đó. Tổng cộng có 18 người đã được mời về trụ sở công an làm việc, kiểm tra trên ô tô, công an phát hiện một con dao và 8 khúc gỗ. Theo lời khai ban đầu, giữa anh Ca và một người trong nhóm nảy sinh mâu thuẫn, chuẩn bị đánh nhau thì được người dân can ngăn. Sau đó thông qua mạng xã hội, hai bên tiếp tục hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.